Ở Suối Tiên á, bến xe Miền Đông mới á. À, chỗ qua đây. Chở qua đây là 200. Rồi đâu rồi? Rồi kêu nhắn chở vô lấy tiền ra đưa trốn luôn. Ok, hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của em Lụa. Thì hôm nay là tiếp tục là một tuần mới luôn các bạn. Sáng giờ là mình đây. Đây chính là thu nhập sáng giờ của mình. Thì hôm nay mình ngủ dậy kiểu là mình còn mơ mơ màng màng á nên là mình không có quay được. Thu nhập là 132.000 sau 2 tiếng hoạt động. Rất là thơm luôn đúng không? Hôm nay mình tự nhiên mình dậy 5 giờ sáng các bạn. Nó là một ngày dậy sớm kỷ lục trong tháng này của mình. Mình vừa mới mua một cái con mới nè các bạn. Cái này là kiểu như là để gắn camera. Cái chốt để mà mình gắn cái GoPro vô để mà có góc quay vậy nè. Đó. Thì cái này mình mua là 130 mấy nghìn. Mắc thật nhưng mà lúc mà ra thấy nhựa nó mình thấy cũng khá là ok. Thì bây giờ là tầm 9 giờ rồi. Mình cũng đã ăn sáng uống cà phê rất là tỉnh táo. Bây giờ thì chắc là mình sẽ bật giao hàng lên để mình chạy. Rồi trưa rồi mình đi về khu của mình để mà chạy food thôi. Hôm nay là trời có vẻ như là khá là nắng sau một tuần rất là âm u mưa gió. Có cú. Đồ food các bạn. What? Bây giờ là mới 9 giờ rưỡi à. Mà có food luôn ta. Trời ơi, mới 9 giờ mà đi uống trà sữa. Giao hoa ly trà sữa ô long nhài. Trời ơi, giao 5 cây số. Không vui lắm nhưng mà kệ. Có phút cũng được, có phút thì cũng ok. Sẽ chạy điểm cuốn này sẽ được 10 điểm. Là mình còn 20 điểm nữa là cán mốc. Một buổi sáng nắng rất là đẹp. Thì mình mới để ý là cái quán cà phê đó tên là Fela. Là nhưng mà mình nói là khách đặt trà sữa thôi. Là mình nghĩ là quán đó là quán trà sữa hay quán cà phê ra. 446 Nguyễn Thị Thật. Cái này là chắc chỉ có mấy người ở chung cư người ta làm biến người ta uống mà chứ ai uống đúng không? Dạo này food thì thật sự là nó bị bỏ lắm. Anh nghĩ là quán này. Rồi quán này. Thì ra đây chứ là quán Fela. Wow, quán đẹp thế. Ủa để đâu chú? Quán xịn thế. Order bên nào anh? Order bên này. Đi khách hàng. Chưa phút anh. Em đang luyện áp phút đây. Trời ơi người biết chán quá. Giờ nói thiệt, chạy này giờ cũng có ngày được hay không có ngày gây sợi. Giờ không biết sao nhiều người chết. Không giờ bảo hòa rồi. Có mấy ngày bi 829 đó chị. Ủa cái này là 829 đúng không ta? Dạ. Chết mẹ, mình treo nhiều quá rồi đó. Nó không có xa đâu các bạn. Ok, bây giờ mình đang ở một cái khu và thank you.
tôi rất là lề mề luôn. Về là vãi cả đái. Nói ở đây mà nói về giá hết chung cư thấy người ta đều ra hết chịu. Ít à, tại cái đó này nặng chiếc xe. Ở Suối Tiên á, bán xe mình đóng mới á. À, chở qua đây. Chở qua đây là 200. Rồi đâu rồi? Rồi kêu dán chợ vô lấy tiền ra đưa trốn luôn. Kỳ vậy. Ủa là chở tới chung cư này hả? Ừ. Ủa có đâu có số đâu đúng không? Không, chợ ngoài mà. Rồi. Cái con số gọi lên công ty rồi. Rồi luôn, thôi đứng lại xíu anh. Đứng lại xíu. Buồn luôn. Không, còn tiếng, rồi. Hơn nửa tiếng hồ rồi. Chờ nửa tiếng rồi. Hơn nửa tiếng. Kì vậy. Đua mất tiêu rồi. Hello, mình xuống như chị. À, giao hàng nhận về giao hàng của con. Dạ, tới lấy hàng, tới lấy hàng. Mang cái túi đen xuống thì gọi lên nha. Rồi rồi, ok. Rồi rồi. Thôi rồi. Thôi xui. Thôi xui chú. Có gì đâu. Xui rồi. Thôi nói chung là lâu lâu làm từ thiện. Chú chạy xuống tiên nhà chú dưới đó đúng không hả? Ừ, nhà chú. Trời ơi, tưởng đâu ngon. Quá xui. Nặng không? Ok, rồi ok. Mình vừa mới ăn xong một bát bún bò chay vào cái ngày chay. Và ăn xong mình mở app lên thì nó nổi cho mình một đơn ngay quán này luôn. Nhìn ra thì ôi trời ơi, có vẻ như là mình phải nhập bọn thôi. Mọi người đang đứng đông quá nhỉ. Ok, bây giờ đứng đợi cùng tài xế các bạn. Xếp hàng thì nó cũng khá là gần á. Mình đứng gần giữa đường. Sau 5 phút. Sau 10 phút. Sau 30 phút lên đường xíu. Trời ơi, đơn có 13.000 bán tôi đợi 45 phút các bạn. Cay thiệt, đi ăn chay để tình tâm. Vô quán chay, ăn xong mở app lên, ngay đúng lúc cao điểm. Hết muốn tình tâm, muốn chửi á. Chửi, muốn chửi. Cay thiệt, đơn đúng 13.000 các bạn. 45 phút.